Minh Đường Tử Vi xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Chúc quý vị và các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi ngày thứ năm 12 tháng 1 năm 2023. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày Canh Ngọ, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh lộ bảng thổ ngày Canh Ngọ tức chi khắc can, nghĩa là họa khắc với kim, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm lộ bảng thổ kỵ tuổi Giáp Tý Bính Tý ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành hỏa cục, xung với Tý hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt hợi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần, tuổi xung trong tháng tuổi Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Minh Tinh tốt mọi việc, sao Kính Tâm tốt cho việc an táng, tế tự, sao Giải Thần, Đại Cát có thể tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Nguyệt Hỏa xấu đối việc với việc sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, sao Độc Hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem tử vi chi tiết ngày thứ năm 12 tháng 1 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi thứ năm ngày 12 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Tý. Hôm nay vận mệnh gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu nên công việc không thuận lợi, tính tình nóng như lửa nên Tý dễ bật lại những người mình không vừa mắt ở nơi làm việc. Một điều nhịn, chín điều lành, nếu không thể hiền lành thì hãy im lặng. Nếu cứ bốc đồng như vậy thì công việc của bạn sẽ gặp bất lợi, khó khăn, không có ai giúp đỡ. Cục diện thủy khắc hỏa nên cha mẹ và con cái không đồng quan điểm với nhau, dễ xảy ra tranh cãi, con cái cứng đầu. Người độc thân được may mối khá nhiều từ bạn bè, người thân nhưng lại cảm thấy không hợp ai cả, bạn chuyên tâm cho sự nghiệp quá nhiều. May mắn là các tinh chính tài giữ cho đường tài lộc của tuổi Tý được an toàn. Bạn mệnh có thêm một số khoản thu bất ngờ, có thể đến từ công việc phụ, nghề tay trái. Bạn chi tiền cho bản thân nhiều hơn, đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng. Câu quyết cho người tuổi Tý: tử vi tuổi Giáp Tý, mệnh kim, không có trở ngại chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Tý, mệnh thủy, cố gắng thanh toán hết nợ trong thời gian tới.
Tử vi tuổi Mậu Tý, mệnh hỏa, người ta giúp mình thì nên đền ơn. Tử vi tuổi Canh Tý, mệnh thổ, dĩ hỏa vi quý để có lợi cho bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mệnh mộc, bạn có sức hút trong đám đông. Về đánh giá các chỉ số trong ngày thứ 5 cho người tuổi Tý: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 19 và số 70. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu hồng và màu cam đất. Quý nhân phù trợ là tuổi Thìn và tuổi Thân. Tử vi thứ 5 ngày 12 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Sửu. Hôm nay, Sửu Ngọ tương hại, dự báo có thay đổi đột xuất khiến con giáp tuổi Sửu cảm thấy khó thích ứng. Sự thay đổi môi trường sẽ tạo ra sự thay đổi tầm nhìn. Vì thế, đây là lúc để bạn có thể thay đổi tầm nhìn và có một hướng đi mới mẻ hơn cho đời sống của chính mình. Kiếp tài khiến con giáp tuổi Sửu trở nên cố chấp hơn, rất dễ nghi ngờ lòng tốt của người khác. Lúc này, bạn cũng nên cẩn trọng hơn với đồ đạc của mình, kẻo bị trộm mất, nên ưu tiên dùng thẻ hơn là tiền mặt bạn nhé. Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh không chỉ cải thiện được tình hình tài chính, mà lúc này bạn còn có được cách thức điều chỉnh phù hợp, mà chuyện tình cảm lúc này cũng có cơ hội được cải thiện rõ rệt. Câu quyết trong ngày thứ 5 này cho người tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu, mệnh kim, mối quan hệ tình cảm rạn vỡ do thiếu quan tâm. Tử vi tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, khi bạn không quyết tâm, vận trình trục trặc, khó bề yên ổn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, tình cảm nhạt phai do không chịu được sức ép của thời gian. Tử vi tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, làm gì cũng cần phải hết sức thận trọng, tránh tranh cãi. Tử vi tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, bạn đang đặt niềm tin sai người đấy, hãy cẩn trọng. Về đánh giá các chỉ số trong ngày thứ 5 này cho người tuổi Sửu: về sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn là số 36 và số 89. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím và màu hồng. Quý nhân phù trợ là tuổi Tý và tuổi Thân. Tử vi thứ 5 ngày 12 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Dần. Hôm nay, vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần rất khởi sắc. Nhờ có ngũ hành tam hợp, Dần Ngọ Tuất trợ mệnh. Tuy tính cách bạn nóng nảy, nhưng bản chất hiền lành, chất phác nên đi làm vẫn được mọi người giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này chỉ cần làm theo kế hoạch đã chuẩn bị từ trước đó sẽ giành được kết quả như mong đợi. Ngũ hành mộc sinh hỏa, gắn kết những đôi đang yêu xa sớm gặp được nhau trong thời gian tới. Bạn có thể hy vọng rồi đó. Người độc thân vận đào hoa khá tốt, đặc biệt là các bạn nữ. Sớm thôi, bạn sẽ tìm được người thương thật mình thật lòng, đến bù đắp những tháng ngày cô đơn cực khổ. Mệnh có thiên quan chiếu, nên chuyện làm ăn, tiền nong dễ gặp tiểu nhân tranh đấu, chơi xấu. Thời gian này, bạn không nên đầu tư lớn vào lĩnh vực mới nào đó, đặc biệt là bất động sản, cổ phiếu, kẻo Tết lại không có bánh chưng nhân thịt nhé. Câu quyết cho người tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, đi ra ngoài hay được người giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, bản chất lương thiện nên gặp dữ hóa lành. Tử vi tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, đường công danh khá tươi sáng. Tử vi tuổi Canh Dần, mệnh mộc, tình cảm với người thân tốt đẹp. Tử vi tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, làm gì cũng nên kiên nhẫn một chút.
Các chỉ số trong ngày cho người tuổi Dần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn là số 12 và số 58. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá và màu vàng chanh. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ và tuổi Hợi. Tử vi thứ 5, ngày 12 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Mão. Mão Ngọ tương phá, dự báo con giáp tuổi Mão mất thời gian và bị làm phiền bởi một đối tượng nào đó. Nhiều việc bạn đã dự định tiến hành trong ngày thứ 5 này, nhưng đành phải để thời gian khác. Nếu có thể, bạn mệnh nên ưu tiên để nghỉ ngơi sẽ tốt hơn cho bạn đấy. Chính quan hỗ trợ nên thứ mà tưởng là một vấn đề rắc rối mà tuổi Mão phải đối mặt trong ngày cuối tuần, hóa ra lại không căng thẳng đến vậy. Nhờ thế mà bạn bước vào tuần mới với tinh thần thư giãn hơn rất nhiều. Thông qua đó, bạn cũng biết cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và khéo léo hơn. Hỏa, thủy, xung khắc, dự báo tình cảm có nhiều xáo trộn, khó yên, đó được xem là thử thách cần thiết trong mối quan hệ của hai người. Nếu còn yêu thì hai người sẽ bền chặt hơn, nếu không thì đây là lúc để dừng lại. Câu quyết cho người tuổi Mão trong ngày thứ 5. Tử vi tuổi Ất Mão, mệnh thủy, có thay đổi bất ngờ nhưng theo chiều hướng xấu. Tử vi tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, các cặp đôi nên tìm cơ hội hâm nóng tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, chú ý quản lý tài sản chặt chẽ, kẻo thất thoát tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Mão, mệnh mộc, khó khăn nhưng không lùi bước, càng thêm quyết tâm chinh phục. Tử vi tuổi Quý Mão, mệnh kim, đường tình duyên người độc thân, hanh thông, rộng mở. Về đánh giá các chỉ số trong ngày thứ 5 này cho người tuổi Mão: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn là số 17 và số 88. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường là màu hồng và màu vàng. Quý nhân phù trợ là tuổi Hợi và tuổi Dần. Tử vi thứ 5, ngày 12 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Thìn. Vận mệnh có tỷ kiên nên sự nghiệp không được may mắn cho lắm. Tuổi Thìn hôm nay bất ngờ nhận ra rằng những người tưởng chừng đáng tin cậy nhất hồi trước lại bất ngờ quay lưng phản bội. Vì thế nên đầu óc bị sao nhãng, làm việc theo cảm hứng nên không theo kịp tiến độ hối hả hiện tại. May sao ngũ hành hỏa sinh thổ xuất hiện nên đường tình duyên không lận đận vất vả như công việc. Mối quan hệ giữa con giáp này và bạn bè rất hài hòa, có những người bạn đáng tin cậy. Người đang yêu được đền đáp tình cảm xứng đáng, dù chưa đến tính đến chuyện trăm năm nhưng vẫn tiến triển tốt đẹp. Chuyện tiền nong cũng may mắn không kém, tinh thần tỉnh táo nên tuổi Thìn hiếm khi sai sót, nhầm lẫn trong chuyện tiền bạc như trước. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn có thể thực hiện những dự án lượt sinh lời đã ấp ủ bấy lâu. Câu quyết cho người tuổi Thìn trong ngày thứ 5 này là: tử vi tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, bạn có tài ăn nói nên nhiều người nể trọng. Tử vi tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, mối quan hệ với người thân trong nhà rất ổn. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, sớm có được thành tích đáng ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Canh Thìn, mệnh kim, được quý nhân che chở nên ít gặp họa. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, luôn giữ thái độ lạc quan trong cuộc sống. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao.
Con số may mắn là số 27 và số 65. Giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng và màu trắng. Quý nhân phù trợ là tuổi Dậu và tuổi Thân. Tử vi thứ 5 ngày 12 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Tỵ. Thiên ấn chiếu mệnh nên tuổi này khá thông minh, thi cử dễ được điểm cao nhờ năng lực của bản thân. Người làm tự do thì phóng khoáng, dễ làm ăn nhưng cẩn thận bị lợi dụng. Người làm công ăn lương nên ăn phận thủ thường, không nên xen vào chuyện của người khác ở cơ quan, kẻo phiền phức. Hai hành hỏa tương hòa giúp vận tình cảm theo như ý muốn của tuổi Tỵ. Bạn cần một gia đình êm ấm và tình yêu bền lâu. Những thứ đó bạn đang nắm giữ trong tay rồi. Gần đây, người nào đang cô đơn nên nhờ bạn bè mai mối sẽ uy tín hơn là bạn tự đi tìm. Nguy cơ đổ vỡ khá cao. Những dự án đầu tư từ trước đã mang lại cho bạn khoản lợi nhuận đáng kể. Tình hình tài chính của bạn không có quá nhiều biến động trong ngày. Có vẻ như những hoạt động kiếm tiền liều lĩnh không gây hứng thú cho tuổi Tỵ. Câu quyết trong ngày thứ 5 này cho người tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, bạn giỏi kiểm soát tình huống bất ngờ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, bạn là một con rắn ôn hòa, điềm tĩnh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, luôn phấn đấu hết mình cho tương lai. Tử vi tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, sống hiếm khi để bạn bè mất lòng. Tử vi tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, bà con lối xóm rất quan trọng với bạn. Các chỉ số trong ngày cho người tuổi Tỵ. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn là số 10 và số 95. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ và màu cam. Quý nhân phù trợ là tuổi Sửu và tuổi Dậu. Tử vi thứ 5 ngày 12 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Ngọ. Bản mệnh có tự hình nên không thích người khác xen vào việc của mình, việc ai người ấy làm, không ai có thể nhờ vả tuổi Ngọ ngày hôm nay. Hãy dành thời gian để giao lưu, gặp mặt mọi người xung quanh, cũng như mở mang thêm kiến thức và mối quan hệ tốt cho sự nghiệp nhé. Cục diện ngũ hành, hai hành hỏa tương hòa nên không gây biến động cho đường tình cảm. Được sự chấp thuận của hai bên gia đình, các đôi yêu nhau, hãy chuẩn bị tinh thần về chung một nhà ngay trong khoảng thời gian tới đây đi nhé. Chuyện tình cảm của các cặp đôi đang tán tỉnh nhau chuyển biến vô cùng tích cực. Chính ấn chiếu mệnh nên tuổi Ngọ cứng cỏi, không ham danh lợi. Bạn không vì vài đồng tiền mà bán đứng lương tâm. Kiếm tiền sạch luôn là điều đáng được hoan nghênh. Đừng làm ăn phi pháp thì trong tương lai bạn sẽ có khoản tiền lớn ập đến. Câu quyết cho người tuổi Ngọ trong ngày thứ 5 này là: tử vi tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, nên làm điều phước đức, ăn ở hiền lành. Tử vi tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, hôm nay tránh được những vận hạn xui xẻo. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, nhu cầu ăn uống, giải trí khá cao. Tử vi tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, sướng hay khổ là tại tâm. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, cần dứt khoát trong chuyện tình cảm. Các chỉ số trong ngày cho người tuổi Ngọ. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn là số 30 và số 77. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu hồng và màu đỏ. Quý nhân phù trợ là tuổi Tuất và tuổi Dần.
Tử vi thứ 5, ngày 12 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Mùi. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết, điểm sáng nhất trong ngày hôm nay là sự nghiệp của tuổi Mùi. Hôm nay, học nhóm, thi cử, làm ăn kinh doanh, hợp tác đều có lợi, tiến triển tốt đẹp như ý muốn. Bạn có thể dùng tài trí của mình để xử lý công việc một cách nhanh chóng mà không vướng bất cứ trở ngại nào. Kiếp tài ở mệnh thì anh em trong nhà không hòa thuận, thường xuyên cãi nhau, nhưng thực ra vẫn rất thương yêu, đùm bọc nhau. Đường tình duyên yêu đương u ám cũng khiến cho con giáp này có thêm nhiều nỗi buồn phiền trong ngày. Vận tài lộc không xấu như bạn nghĩ, mà ngược lại rất may mắn nhờ ngũ hành hỏa sinh thổ. Với những người buôn bán, kinh doanh sẽ nhận được rất nhiều cơ hội để kiếm tiền. Bạn càng chăm chỉ, càng được khen ngợi hết lời, vận tiền bạc liên tục đổ về, tiêu hoài không hết. Cầu quyết cho người tuổi Mùi trong ngày thứ 5 này. Tử vi tuổi Ất Mùi, mệnh kim, cha mẹ ăn ở hiền lành để phúc đức cho con. Tử vi tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, hay bị kẻ tiểu nhân nhòm ngó. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, là những người đáng tin cậy, có tài trí. Tử vi tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, chăm làm phước thì sẽ được hưởng phúc. Tử vi tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, tương lai có nhiều tin vui. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 11 và số 63. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng và màu đỏ. Quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ và tuổi Mão. Tử vi thứ 5, ngày 12 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Thân. Xem tử vi ngày hôm nay, báo tin vui cho tuổi Thân là bản mệnh được thực thần cát tinh hỗ trợ, nên dù gặp hung cũng hóa lành, nhờ đồng nghiệp giúp đỡ, sếp tin tưởng. Lộc lá của con giáp này khá tốt, nhiều bạn làm kinh doanh dễ chốt được hợp đồng mới. Bạn sẽ đón nhận nhiều niềm vui lớn, công sức bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Thật không may, vì hỏa khắc kim nên đường tình duyên của tuổi này lại không được như ý muốn. Trong thời điểm nhiều khó khăn hiện tại, đối phương chẳng những thông cảm mà còn liên tục trách móc bạn. Vợ chồng dễ cãi nhau vì chuyện tiền bạc chi tiêu cho hai bên nội ngoại. Ngoài ra, bạn trẻ tuổi này còn có nguy cơ bị lừa đảo, quỵt nợ vì mù quáng tin người. Tiểu nhân chẳng chừa bất cứ ai đâu nhé. Bạn mệnh hấp tấp, không kiểm tra kỹ càng, cứ hiền lành để chúng đè đầu cưỡi cổ lừa trên mặt. Câu quyết cho người tuổi Thân trong ngày thứ 5 này là: tử vi tuổi Sắp Thân, mệnh thủy, điểm báo hôm nay có cạnh tranh bất hòa. Tử vi tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, coi chừng quản lý tài chính cẩn thận. Tử vi tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, người làm công ăn lương, có thu nhập khá. Tử vi tuổi Canh Thân, mệnh mộc, bạn dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp. Tử vi tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, nên trả ơn người đã giúp mình lúc khó khăn. Các chỉ số trong ngày cho người tuổi Thân: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 2 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 35 và số 71. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường là màu bạc và màu tím. Quý nhân phù trợ là tuổi Thìn và tuổi Tý. Tử vi thứ 5, ngày 12 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Dậu. Thương quan chiếu mệnh nên có nhiều tin không vui khi đi làm, đi học. Thi cử không thuận lợi, dễ bị thầy cô thiên vị.
Bạn thông minh hoạt bát nhưng lại hay làm việc tùy hứng nên cứ dở dở ương ương, không việc nào hoàn hảo, khiến cấp trên khá khó chịu. Nữ mệnh hay cãi nhau với chồng do chuyện vặt vãnh trong đời sống hàng ngày, ức chế nhưng không có cách giải quyết. Những người đã kết hôn hoặc đang yêu xa cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn, nếu không tình cảm lứa đôi sẽ dần lạnh nhạt. Ngũ hành hỏa khắc kim cảnh báo bạn chớ nên phụ thuộc vào đồng tiền có được nhờ những trò chơi đỏ đen. Có nhiều điều bạn cần phải linh hoạt hơn trong cách nghĩ và cách làm kiếm tiền để có thể theo kịp thời đại. Câu quyết cho người tuổi Dậu trong ngày thứ năm này là: tử vi tuổi Ất Dậu mệnh thủy, bạn mệnh có cơ hội gặp người tốt. Tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh hỏa, đừng giấu những yếu kém của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh thổ, sự thành thật sẽ mang lại may mắn cho bạn. Tử vi tuổi Tân Dậu mệnh mộc, quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn nữa. Tử vi tuổi Quý Dậu mệnh kim, đừng vì lòng tự cao mà đánh mất bạn bè. Về các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 14 và số 96. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc các tường là màu trắng và màu xám. Quý nhân phù trợ là tuổi Sửu và tuổi Thìn. Tử vi thứ 5 ngày 12 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Tuất. Ngày thứ 5 này có ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất trợ mệnh, giúp cho người tuổi Tuất độc thân nên thử ngỏ lời với người mà bạn thầm thương trộm nhớ ngay lập tức vì cơ hội thành công rất cao. Đừng vì thấy người ta ngại ngùng mà bạn lưỡng lự, chỉ cần bạn chủ động thì mọi việc sẽ tốt đẹp ngay thôi. Ảnh hưởng của tỷ kiên nên dường như tốc độ của con giáp tuổi Tuất sẽ chậm lại một cách đáng kể. Bạn có thể cảm thấy buồn chán rất nhiều, nhưng hãy sử dụng một khoảng thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ về những điều quan trọng trong cuộc sống cá nhân và cách để bạn có thể quản lý thời gian hiệu quả và tốt hơn. Ngũ hành tương sinh cho thấy bạn đang được giúp đỡ để cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Thế nhưng, chính bạn cũng phải nhận ra đâu là cơ hội, đâu là những dụ dỗ ngon ngọt. Với những lời rủ rê, đầu tư có lãi suất cao, bất thường thì nên cẩn thận bạn nhé. Về câu quyết cho người tuổi Tuất trong ngày thứ 5 này là: tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, tốt nhất nên nhẫn nhịn để đợi thời điểm thích hợp hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, để cảm xúc chi phối hành động dễ gây mâu thuẫn. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, tài vật rủng rỉnh, có nhiều cơ hội tốt cho việc kiếm tiền. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, chăm chỉ hơn để cải thiện sự nghiệp tương lai. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, bỏ nhiều công sức cố gắng nhưng thành công cốc. Về đánh giá các chỉ số trong ngày thứ 5 này cho người tuổi Tuất: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn là số 23 và số 67. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng và màu đỏ. Quý nhân phù trợ là tuổi Thân và tuổi Dậu. Tử vi thứ 5 ngày 12 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Hợi. Ngày thứ 5 này, người tuổi Hợi bỗng dưng tính cách thay đổi, dễ coi trọng vẻ bề ngoài và sự hào nhoáng do ảnh hưởng của thiên tài. Vận khí giảm sút khiến công việc của con giáp này trong ngày không lý tưởng. Có vài chuyện không mong muốn có thể xảy tới. Hôm nay đừng nghe lời xu nịnh ngọt nhẹ của đồng nghiệp.
Ngũ hành thủy khắc hỏa nên tình duyên lần đận, cô đơn lẽ bóng sớm tối là chuyện quá quen với nhiều bạn trẻ. Tình cảm giữa bạn và người ấy như có một hố sâu ngăn cách, chẳng thế nào xóa bỏ. Người thì cứng đầu, người thì lầm lì, chẳng ai chịu xuống nước trước. Tài vận kém may mắn, những kẻ ghen ghét chỉ rình rập đợi bạn sơ hở là giở trò ám hại, hòng hạ bệ bạn. Chớ nên dại dột tiêu pha xả láng, mua sắm vì ham rẻ. Cuối năm rồi nên chi tiêu cân nhắc hợp lý một chút nhé. Câu quyết cho người tuổi Hợi trong ngày thứ năm này là: tử vi tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, biết người biết ta sẽ giúp bạn bảo vệ mình tốt hơn. Tử vi tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, mệnh chủ phải giữ cái đầu lạnh để không bị lừa. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, mọi thứ đổ dồn lên vai con giáp này. Tử vi tuổi Tân Hợi, mệnh kim, khó tránh được lúc nghĩ tới chuyện buông xuôi. Tử vi tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, chuyện của người ta thì mình đừng xen vào. Về các chỉ số trong ngày cho người tuổi Hợi: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 16 và số 77. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng và màu cam. Quý nhân phù trợ là tuổi Mùi và tuổi Mão. Chương trình đến đây là hết. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Chúc quý vị luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.